Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibimbap Pop. Ngày hôm nay Pop sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có tên là Lọ Trái Tim. À, lọ trái tim nghe rất là lãng mạn đúng không? Nhưng không các bạn, nó không hề lãng mạn mà nó là một câu chuyện đáng sợ. Vào kênh của Pop mà làm gì có chuyện lãng mạn. Lọ trái tim này không phải là cái lọ có hình trái tim, mà cái lọ, ở trong cái lọ đó có trái tim. Có trái tim thực sự của một con người. Đây là câu chuyện của một bạn kể cho chúng ta nghe. Và cái bạn đó nói là bạn ấy được thầy giáo của bạn ấy kể cho bạn ấy nghe. Và cái người thầy giáo khi mà kể cho bạn này nghe lại nói là cái câu chuyện đó là câu chuyện của một người bạn của cái người thầy đó. Và cái câu chuyện đó là cái câu chuyện có thật. Nói chung là cái này là câu chuyện có thật đó các bạn. Đây là câu chuyện xảy ra ở một vùng nông thôn ở Arkansas. Và một ngày nọ, có một chàng trai đi mua sắm ở trong một siêu thị, tình cờ gặp một cô gái ở trong cái quầy hàng thanh toán. Trong khi chờ đợi đến lượt tính tiền của mình thì chàng trai bắt đầu nói chuyện với cô gái này. Và hai người nói chuyện với nhau rất là hợp các bạn. Cô này là một người rất là dễ thương, xinh xắn, đã vậy nói chuyện rất là lịch thiệp, ngọt ngào, cưng lắm các bạn. Nhìn là giống như là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Khỏi phải nói, chàng trai nói chuyện với cô này xong là thích cô này lắm luôn á. Cô này cũng giống như là một người sùng đạo, nói chung là cô ấy có đạo mà không biết là đạo gì thôi. Đây là cái mẫu người mà cái chàng trai này luôn luôn hướng đến luôn các bạn. Đây là cái mẫu người mà chàng trai giống như là tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ đã gặp. Chính là cô ấy rồi. Thế là nói chuyện một hồi, chàng trai xin số điện thoại của cô này và cô này cho các bạn, bởi vì cô này chắc cũng chịu đèn anh này rồi, tại vì hai người nói chuyện dễ thương, hợp rơ lắm. Thì sau khi mà có số điện thoại về nhà, dĩ nhiên đêm đêm sẽ gọi điện để mà nói chuyện mỗi tối luôn. Và cái câu chuyện nhiều khi hả, nói tới tận sáng 3-4 giờ sáng vẫn chưa cúp máy và không muốn cúp máy luôn. Ban đầu á là chàng trai này thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà từ thích là chuyển thành yêu luôn á, bắt đầu là có cảm giác yêu với cô này luôn. Mỗi lần nói chuyện với cô này là chàng trai đều có cảm giác nhớ nhung và muốn gặp, rồi rất là muốn cái cô này trở thành bạn gái của mình. Là ban đầu chưa có thành bạn gái các bạn, chỉ là đang trong quá trình cưa cẩm nhau thôi. Cái câu chuyện của hai người này diễn ra rất là bình thường, giống như là những cặp nam nữ cua nhau thôi. Nhưng mà điều kỳ lạ là mỗi lần mà hai người nói chuyện điện thoại xong và trước khi mà cúp máy thì cô gái luôn bắt đầu bằng một cái lời cầu nguyện, mà không biết là cổ nói cái gì, chỉ biết là giống như là cổ lẩm bẩm ở đầu dây bên kia một cái lời gì đó, giống như là một cái lời khẩn cầu, một cái lời cầu nguyện bằng một cái thứ tiếng nào đó mà chàng trai này không hiểu được. Cuối cùng thì chàng trai cũng lấy hết can đảm ra để mà ngỏ lời với cô này, để mà hy vọng là hai người có một cuộc hẹn hò thật sự. Thì cô này cũng đồng ý các bạn, và cô này nói là cổ muốn hai người gặp nhau vào tối thứ bảy. Nhưng mà điều đặc biệt lạ nữa là cổ nói với cái anh này là phải gặp cổ vào đúng 7:30 tối, và không có được trễ dù chỉ một giây luôn nha các bạn. Cô nói là có thể tới sớm nhưng mà tới trễ là tuyệt đối không được. Cổ hẹn ảnh là 7:30 tới nhà của cổ và rước cổ đi. Và cổ còn nói là nếu như mà anh trễ một phút thôi là chúng ta sẽ chia tay. Một giây thôi, không cần là tới một phút nữa, một giây thôi là chúng ta sẽ chia tay và anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cô ta nữa. Chàng trai nghe như vậy cảm thấy hơi sốc, bởi vì ủa sao cái gì quan trọng mà phải tới trước 7:30 không được tới trễ. Và chàng trai nghĩ lại thì nghĩ là có thể cô này là một cái dạng người không có thích những người tới trễ á. Và nếu như mà tới trễ thì giống như là mình không tôn trọng cuộc hẹn đó, mình không có tôn trọng người đó. Và nếu như mà lần đầu tiên, cái bữa hẹn đầu tiên mà còn tới trễ thì những cái lần sau đó hai người chung đụng với nhau thì sẽ như thế nào nữa. Thì chàng trai nghĩ là như vậy cũng hợp lý. Nói chung là tâm lý của một người con gái nghĩ như vậy thì cũng rất là hợp lý rồi. Cho nên chàng trai cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, và anh ta đồng ý là sẽ tới đó vào lúc 7:30. Và anh ta cũng nghĩ là mình sẽ tới đó kịp giờ chứ không đến nỗi là trễ đâu, bởi vì ảnh cũng không phải là người hay tới trễ. Hai người hẹn nhau cái ngày đó cũng trước cả tuần đó các bạn. Tuy nhiên vào cái ngày thứ bảy đó thì chàng trai này lại có một cái giải đấu bóng chày. Thì cái giải này thì anh này lại là cái người chơi chính ở trong đó, cho nên ảnh không thể nào bỏ được. Và cũng không có ai thay thế cho ảnh hết các bạn, cho nên bắt buộc là ảnh phải tham gia vào cái trận đấu đó. Theo như dự tính, nếu mà chàng trai này có tham gia cái giải bóng chày đó, có tham gia để mà chơi á, trận đấu cũng sẽ kết thúc vào lúc 7:00 tối. Còn nhà của cái cô kia cũng đâu có xa cái chỗ đó đâu, cho nên nếu mà kết thúc 7:00 tối chuẩn bị rồi chạy qua nhà cô ấy thì cũng kịp giờ, kịp 7:30. Vì vậy anh cũng không có vội vàng các bạn, anh nghĩ là đủ thời gian, nhiều khi là sẽ dư thời gian nữa. Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến, chàng trai tham gia vào giải bóng chày. Các bạn cứ nghĩ là giải bóng chày này sẽ kiểu như là diễn ra chậm rồi chàng trai sẽ trễ hẹn phải không? Không các bạn, cái trò chơi bóng chày này kết thúc vào đúng 7:00, vẫn kịp thời gian cho chàng trai này tới gặp cô ấy. Sau khi trò chơi kết thúc thì anh ta vẫn kịp tắm rửa, thay quần áo, xịt nước hoa thơm phức để mà đi gặp người yêu, gặp người đẹp. Cái khúc này mới là cái khúc gay cấn này các bạn. Dĩ nhiên này sẽ có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho anh ấy không thể nào gặp cô ấy, khiến cho ngôn tình bị đổ vỡ ngang đây. Đó, khi mà anh ta đang rất là bảnh trai và đẹp đẽ thì đi ra, tại vì lúc này vẫn còn ở trong trường các bạn, cái giải đấu này là ở trong trường. Thì ảnh đấu ở trong trường, xong rồi ở trong trường có những cái phòng tắm ở trong đó luôn. Thì ảnh tắm xong rồi ảnh xịt dầu thơm rồi ảnh đi ra ngoài. Thì vừa mới chạy xe ra ngoài trường thì thấy ở ngay cổng trường có ba đứa trẻ
Và ba cái đứa này thì nó ở dưới lớp của ảnh thôi, thì kêu là ba đứa nhỏ nhưng mà nhỏ hơn ảnh khoảng chừng 2-3 lớp gì đó. Mà chỉ có ba đứa này đứng ở đó, xung quanh thì không có ai hết. Ba người đó thì anh này anh cũng quen, và ảnh hỏi thì không có ai rước ba đứa này hết, xung quanh không có ai chở ba đứa này về hết. Thì ảnh cũng tội các bạn, anh này cũng kiểu như là mình biết ba đứa này mà giờ để cho tụi nó đứng ở đây mà trời cũng tối rồi, đứng ở đó thì lại tội. Anh mới nói là thôi kệ, lên xe đi, anh chở mấy đứa về. Thì anh nghĩ là nếu mà có trễ thì chắc cũng không trễ đâu, chắc là vẫn kịp 7:30. Ba đứa này xui một cái là nhà lại xa nhau nữa, thì anh chở hai đứa đầu tiên về tới nhà là lúc đó cũng khoảng 7 giờ mấy, trễ giờ rồi các bạn, trễ hơn 7:30 rồi. Thì tầm khoảng chừng 8 giờ kém 10 hay là 8 giờ kém 15 gì đó, thì anh nói là bây giờ trễ quá rồi, trễ nữa không được. Còn một đứa nữa, anh nói là thôi bây giờ á, chạy thì cũng sắp tới nhà của đứa đó, là chạy gần nhà của cô gái đó. Thì ảnh mới cho cái đứa này đi xuống, rồi ảnh năn nỉ nó là thôi bây giờ em xuống em đi bộ về giùm anh đi, anh không có chở em về nhà được nữa rồi. Trời ơi dễ sợ, mà đằng nào cũng được nửa đường rồi, thôi thì em ráng em đi bộ về giùm anh nha, bây giờ anh bận việc rồi. Thì ảnh năn nỉ một hồi thì thằng nhóc nó cũng ok, nó cũng đi xuống. Thì giờ người ta cho có gian tới đó, người ta không chịu chở nữa, mình làm gì được giờ. Thì nhóc nó đi xuống đi bộ về nhà. Thì anh này lúc này ảnh mới chạy qua nhà của cô gái và gõ cửa. Thì tới nhà cô gái gõ cửa là lúc đó 8 giờ rồi các bạn, trễ giờ rồi. Gõ cửa quá trời luôn, một hồi nữa thì không thấy cô gái xuất hiện, mà thấy một người đàn bà xuất hiện, bà già rồi. Khi mà bà mở cửa ra, cái mặt của bà hầm hầm, kiểu như là giận dữ luôn á. Bà mới nói là tại sao là anh này có hẹn với con bà mà lại tới trễ. Bây giờ hả, nó giận rồi, nó không thèm nói chuyện với anh này nữa, rồi anh này cút đi, đi về đi. Mà có vẻ như là rất là gay gắt và giận dữ về cái chuyện này. Anh xin lỗi rồi anh nói là có việc, rồi anh cũng kể ra là như vậy, nhưng mà không có thông cảm, các bạn vẫn nói là trễ, không có thông cảm gì hết. Sau đó thì ảnh cố gắng kêu tên của cái cô kia, thì cô kia ở bên trong nhà nói ra bằng một cái giọng giận dữ là anh về đi, anh tới trễ rồi, anh về đi. Cuối cùng thì người phụ nữ lớn tuổi kia cũng đóng sầm cửa lại. Sau đó thì anh ta đâu có làm gì được nữa đâu, đứng trước nhà người ta gõ cửa, người ta không ra gặp mình thì thôi giờ mình đi về, chứ mình đứng đó mình làm gì nữa. Thì ảnh rất là buồn, rất là chán nản, bởi vì thực sự ảnh thực sự là thương cái cô này, thích cô này lắm luôn á. Ban đầu là thích nhưng mà dần dần là thương thiệt, tại vì cái cô này của hiền mà của dễ thương, của nói chuyện dễ thương lắm các bạn, mà ảnh lại rất muốn quen cô này nữa. Sau ngày hôm đó thì ảnh về, ảnh cố gắng nhắn tin rồi gọi điện cho cô này không bắt máy, cô này cũng không trả lời lại, giống như là hoàn toàn biến mất và không có muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cái anh này nữa. Thực sự rất là giận cái anh này, mà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại giận dữ như vậy. Tại vì lần đầu tiên hẹn hò phải cho người ta một cơ hội, chứ còn lần này cũng không cho một cơ hội nào luôn. Khoảng chừng vài ngày sau nữa thì ảnh mở tivi lên, ảnh xem tin tức. Xem tin tức ở đài địa phương thì khi đó mới thấy một cái câu chuyện rất là kinh khủng. Đó là trẻ em ở trong địa phương mất tích rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng có thể phá được cái vụ án mất tích của những đứa trẻ em đó. Và sau đó lại hiện lên hình ảnh của một ngôi nhà. Và cái ngôi nhà đó nhìn khá là quen thuộc. Anh mới suy nghĩ một hồi thì mới ngờ ngợ ra là cái đó là nhà của cái cô gái hôm bữa mà. Cái ngày mà hôm bữa anh tới cái nhà đó đó. Anh vừa mới xem tới cái đoạn đó thôi thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Anh mới đi ra ngoài, anh mở cửa thì ở bên ngoài là có hai người cảnh sát. Hai người cảnh sát mới đưa cái tấm hình của cô gái đó và hỏi anh này là có quen cái cô này không. Anh mới nói là anh có quen, sau đó cảnh sát mới xin vô trong nhà để mà hỏi một số câu hỏi. Khi mà cảnh sát đi vô nhà, cảnh sát mới nói là cái cô gái đó là đã bị cảnh sát bắt giữ rồi. Cảnh sát cũng đã bắt giữ cái người phụ nữ sống cùng cô gái đó. Cái người phụ nữ kia khoảng chừng 40 tuổi, nhưng mà người phụ nữ kia không phải là mẹ của cô gái đó. Cảnh sát mới kể cho anh này là cô gái và cái người phụ nữ kia là thành viên của một giáo phái thờ quỷ Satan, và họ đã làm một cái nghi lễ hy sinh hiến tế con người để mà thờ quỷ Satan đó các bạn. Và sau khi mà họ điều tra những cái trẻ em bị mất tích ở trong khu vực đó, họ đã điều tra và lần tới cái ngôi nhà đó, sau đó là họ đánh ập vào để mà bắt trọn gói ở trong nhà. Cuối cùng là bắt được hai người kia đem về. Ở trong cái ngôi nhà đó cảnh tượng cực kỳ kinh dị luôn. Ở bên trong nhà máu đầy rẫy ở trên tất cả các bức tường, rồi hài cốt của trẻ em đầy rẫy ở trong nhà, thêm vào đó là hài cốt không nguyên vẹn, nó được chặt ra thành từng khúc, và những cái khúc đó lại nằm ở trong tủ lạnh, nhét đầy tủ lạnh luôn. Thêm vào đó có một cái tầng hầm, và ở dưới tầng hầm đó lại còn có nhiều thứ đáng sợ hơn thế nữa. Đó là có rất là nhiều cái lọ thủy tinh nhỏ, và mỗi một cái lọ thủy tinh dán nhãn tên của từng đứa trẻ đã bị mất tích. Mà mỗi một đứa trẻ mất tích là ở trong một cái lọ thủy tinh, và ở trong cái lọ đó là tim. Tim mà được moi sống ra và nhét vào trong đó đó các bạn. Là mỗi đứa là một trái tim nó móc ra nhét cho trong đó. Mà phải có liên quan tới anh này thì cảnh sát mới tới kiếm anh này các bạn chứ đâu. Dưng tự nhiên có hai ông cảnh sát rảnh gõ cửa vô rồi kể chuyện phím cho ông này nghe. Có liên quan tới anh này các bạn. Trong một dãy những cái lọ đầy tim đầy máu đó thì có một cái lọ trống. Và cảnh sát nói với chàng trai đó là tên của anh ta được viết ở trên đó.
sau này mới té ngửa ra là cái cô này á, cổ đã ngắm cái anh này từ đầu rồi và cổ muốn dụ cái anh này tới vào lúc 7:30 tối để đem anh ta làm vật hiến tế cho cái nghi lễ mà cô ta sắp phải làm. Cô ta và người phụ nữ kia tính là sẽ giết anh này, sau đó hiến tế rồi đem tim của anh này bỏ vào trong cái lọ đó. Nhưng mà cái nghi lễ đó có một cái là bắt buộc phải làm vào 7:30 vào ngày thứ bảy, vào tối thứ bảy đó, tuyệt đối không được trễ hơn. Nếu mà trễ hơn thì nghi thức đó không có được hoàn thành. Và không có biết là nghi thức đó là để làm cái gì, chỉ biết là cần một cái người đàn ông như vậy đó, rồi cần trái tim của một người là phải thích cái cô này. Rõ ràng cái anh này là một người quá tuyệt vời, là một ứng cử viên quá tuyệt vời, và có vẻ như là mọi chuyện rất là suôn sẻ. Chỉ có điều là không ngờ anh này lại tới trễ. Tại vì cô này cũng không ngờ là anh sẽ tới trễ đâu các bạn. Cô nghĩ là trời, ảnh mê mình quá mà sẽ tới sớm thôi, không thể nào tới trễ được. Nhưng mà trời xui đất khiến như thế nào đó, ảnh tới trễ, thành ra bây giờ ảnh được thoát chết các bạn. Nếu mà ảnh tới sớm là bây giờ ở trong đó trái tim đó là của ảnh rồi đó. Và sau câu chuyện này chúng ta rút ra được một bài học là đi trễ không hẳn là xấu các bạn à, đôi khi đi trễ cũng tốt. Nhiều khi mình nghĩ là mình trễ cho một cái sự kiện nào đó, nhưng mà thực ra cái kết quả lại là giúp cho mình thoát chết. Cái câu chuyện này thực sự là có một cái kết rất là bất ngờ đối với Bob luôn. Tại vì khi mà đọc ở khúc đầu thì Bob nghĩ là gặp ba đứa nhỏ. Ủa, ba đứa nhỏ đó là cái gì? Sẽ có cái chuyện gì xảy ra với ba đứa nhỏ đó? Nhưng không, nó vẫn lướt qua ba đứa nhỏ. Xong rồi tới cái đứa mà bị thả xuống đi bộ về thì Bob lại nghĩ, ồ chắc là cái đứa nhỏ đó nó sẽ xảy ra cái chuyện gì, hoặc là nó sẽ làm cái gì cái anh này. Nhưng không, các bạn, nó vẫn lướt qua đứa nhỏ. Rồi cuối cùng anh này đọc tin tức thì Bob nghĩ là chắc có thể là cái đứa nhỏ lại đứa nhỏ. Bob không buông tha cho đứa nhỏ đó các bạn. Bob không buông tha cho mấy đứa nhỏ mà. Bob nghĩ là chắc là cái thằng nhóc mà bị cái anh này thả đi bộ về một mình nó sẽ bị một cái gì đó, rồi nó sẽ quay về trả thù. Hoặc có thể cái thằng nhóc nó cũng sẽ bị mất tích và trở thành nạn nhân của cái cô này. Nhưng mà không có thấy nói, các bạn, không có thấy nói về cái thằng nhóc đó, cho nên yên tâm rồi, nó không sao các bạn. Nó không sao, nó an toàn. Xong mà đọc xong câu chuyện, Bắp chỉ có quan tâm tới thằng nhóc đó vậy, tự nhiên bị thả mình đi bộ về. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng tội mấy cái đứa nhỏ đã bị mất tích ở trong làng, bị mất tích rất nhiều các bạn, và giết xong còn chặt ra nhét vào trong tủ lạnh nữa, rất là kinh khủng. Và đây là một cái giáo phái thờ quỷ Satan, thờ quỷ những cái nghi thức gọi là ma thuật đen đó, là sẽ sử dụng những cái hiến tế, mà sử dụng hiến tế là con người, là nó rất là kinh khủng. Nói đi thì nói lại, cái anh này cũng chưa tới số chết các bạn, chưa tới số chết là xong rồi, xong với cái cô này rồi. Mà nhiều khi không có nói về cái câu chuyện này mà nói về cái câu chuyện thực sự bên ngoài lề, ngoài đời mình á. Nhiều khi mà mình đi đâu đó mà mình bị trễ đi, hoặc nhiều khi bị kẹt xe này, hoặc là tự nhiên bể bánh xe, hoặc là tự nhiên bị này bị kia mà mình trễ cái sự việc đó, thì mình sẽ rất là bực mình, rất là khó chịu. Thì Bắp nhiều khi cũng rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà nhiều lúc như vậy á, thì Bắp lại nghĩ là nhiều khi mình tới sớm hơn thì lại có chuyện xảy ra. Giống như là cái chuyện đó phải xảy ra như vậy để giúp cho mình né tránh một cái sự việc xui xẻo. Nếu như mà mình vẫn đi trên cái con đường đó rồi mình lỡ bị tai nạn hay sao thì sao, thì nhiều khi mình trễ thì mình né được cái giờ xui của mình, rồi mình không có bị tai nạn. Đó là cái cách mà nhiều khi Bắp dùng nó để mà cố gắng giúp cho mình suy nghĩ tích cực. Bởi vì nhiều khi có một chuyện gì đó xui xảy ra thì mình nghĩ trời sao mà xui quá vậy, nhưng mà nghĩ kỹ, nghĩ sâu hơn thì mình nghĩ có thể đó là cái hên. Tại vì xui là đối với mình lúc đó thôi, nhưng mà nó sẽ giúp mình né một cái gì đó rất là kinh khủng khiếp. Chẳng hạn như cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thêm một phần nữa là có quả báo ở trong đây các bạn. Ảnh tốt bụng, ảnh chở ba đứa kia đi về thì ảnh mới trễ chứ. Mà ảnh mà không tốt bụng, ảnh cho ba đứa kia đứng chờ, ảnh cho ba đứa đứng đó muốn làm gì làm, còn không về được thôi kệ ba đứa nó đi, thì ảnh đi gặp cô này là ảnh chết ngắt rồi. Ảnh tốt bụng, ảnh đưa ba đứa nhỏ này về, nhưng mà tốt bụng được một nửa cũng tính. Tốt bụng được một nửa là đưa hai đứa về, còn đứa cho nó đi bộ về, nhưng mà cũng được. Nói chung là có tốt bụng là có quả báo tốt, được quý nhân giúp đỡ. Thêm một cái nữa là cái cô gái này và người phụ nữ kia làm việc rất kỷ luật, làm việc rất có uy tín. Là 7:30 không tới nghỉ chơi, chứ gặp như người ta 7:30 mà không tới là vẫn bắt vô luôn các bạn. Bởi vì lúc đó không xài được, nhưng mà biết đâu được những lần khác có thể xài được thì sao. Mà cũng hay, cũng hên à. Rồi, 8 đủ rồi các bạn. Và đó là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.